Chào bạn Chất, bạn đang làm gì vậy? Bạn đang xếp gạch cho Dan à? Có vẻ như bạn đang gặp một chút vấn đề trong việc nâng cẩu lên. Có chuyện gì vậy? Bạn bị trục trặc như vậy từ hôm qua sao? Chà, để mình thử xem nào. Chết à, tay cẩu của bạn bị sét rồi. Hôm qua bạn làm việc dưới mưa sao? Bạn phải nhớ lau khô người nếu như mắc mưa chứ. Nếu không bạn sẽ bị rỉ sét và cứng lại. Sao chúng ta không tới tiệm rửa xe để gặp Tom và làm sạch cho bạn? Chà, bạn phát ra tiếng rỉ sét kìa chết. Nè Tom, chết đã làm việc trong trời mưa và giờ bị rỉ sét mất rồi. Bạn có thể chùi sạch giùm bạn ấy không? Cảm ơn Tom. Làm gì trước đây Tom? Đó là vòi hoa sen à? Mình nghĩ đó không phải là ý kiến hay đâu Tom. Nước là nguyên nhân làm anh ấy bị rỉ sét. Vậy nó là gì? Ồ, đó là vòi phun nhớt. Nhớt sẽ giúp hết bị rỉ sét. Chà, tay cậu của bạn đã tốt hơn rồi kìa. Ồ, cẩn thận đó chết. Nhớt có thể làm bạn trượt ngã đó. Ồ, ai đó hơi phấn khích thì phải. Bạn nên xin lỗi Tom đi nè. Đến lúc loại bỏ vết rỉ sét rồi. Những bàn chải thông thường không thể xóa sạch vết rỉ. Tom sẽ dùng loại bằng thép cho việc này. Bạn nhột hả chết? Chà, vết rỉ biến mất rồi. Nhưng vẫn còn nhớt dính trên người bạn. Phải làm sạch nó với xà bông và nước. Giờ thì hết nhớt rồi, nhưng người bạn toàn xà bông. Nên rửa sạch nó với nước nào. Bạn có gì đó để coi sạch không Tom? Tom có một điều bất ngờ cho bạn đây chết. Đúng rồi chết à, là ván trượt nước. Bạn đã sẵn sàng để trượt xuống chưa? Cười lên nào. Chà, vui thật ha chết. Và nhìn kia, hết sạch bọt xà bông rồi. Và giờ là lúc sấy khô lại. Nếu không bà sẽ bị rỉ sét lại đó. Bạn ngạc nhiên không chết? Các cánh quạt không hoạt động ngay. Bạn có thích không chết? Xong chưa vậy Tom? Được rồi, cảm ơn Tom đi chết. Giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi. Ôi không, trời mưa. Nhớ là phải lau khô người khi bạn quay về nhà nha. Nếu không bạn sẽ bị rỉ và phải quay trở lại đó. Bạn có ý gì sao Tom? Bạn sẽ cho chết mượn cây dù sao? Nè chết, Tom có thứ này cho bạn nè. Là một cây dù để bạn không bị ướt. Nó sẽ che được buồng lái của bạn. Cảm ơn Tom, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.
Chào Steve. Công việc làm các con đường ở thành phố xe hơi đẹp và láng o của bạn thật là tuyệt vời. Chuyện gì vậy? Nhựa đường dính khắp con lăn của bạn sao? Ôi trời, chúng ta nên tới tiệm rửa xe của Tom để rửa cho sạch sẽ. Ôi trời, Steve, nhìn xem bà đã gây ra những gì kìa. Sau lưng bạn đó. Hãy gọi Tom ra đi, nhanh lên. Chào Tom. Steve bị dính giữa đường khắp người. Bà có thể rửa cho anh ấy không? Được sao? Tuyệt lắm. Hãy vào trong nào. Làm gì trước đây Tom? Xuống phun nước sao? Được rồi, hãy bắt đầu nào. Dùng súng phun nước để rửa trôi tất cả bụi bẩn trên người của Steve. Gì vậy? Bạn cho là nước lạnh không thể rửa trôi hết nhựa đường à? Chà, bạn có ý kiến nào khác không? Nước nóng sao? Tuyệt lắm. Để xem có hiệu quả không nha. Chúng ta cũng dùng xà phòng chứ. Loại gì vậy? Siêu mạnh sao? Nhắm mắt lại nào Steve. Bà không muốn bị dính xà phòng vào mắt đâu. Giờ bạn mở mắt ra được rồi đó. Bạn đã sẵn sàng cho những bước còn lại chưa? Rồi à, được rồi, đi nào. Giờ là giai đoạn lau chùi. Nhìn sao hả Tom? Bạn nghĩ chúng ta nên chùi mạnh hơn nữa à? Được rồi Tom, làm thôi nào. Đừng lo Steve. Tom chỉ muốn chắc là rửa sạch những vết nhựa đường cho bạn thôi. Chà Steve, chưa bao giờ thấy bạn sạch sẽ như vậy. Đến lúc quay lại làm việc rồi chứ. Giỏi lắm Tom. Coi chừng vết nhựa đường kìa. Wow, xích nữa là dính rồi. Hẹn gặp lại nha Steve. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại. Tìm rửa xe của Tom. Hình như có một vụ hỏa hoạn trong thành phố xe hơi.
và chiếc xe cứu hỏa đang thu hồi vòi rồng lại nhìn giống Frank quá. Nhưng màu xe thì lại khác. Ồ, là bạn sao Frank? Nhìn bạn khác quá, bị dính đầy khói bụi rồi. Sao, bạn còn phải đi dự tiệc nữa à? Vậy thì bạn nên tới tìm rửa xe của Tom, nhanh lên. Chào Tom, hôm nay tiệm có mở cửa không? Tuyệt lắm. Frank cần phải đi dự tiệc, nhưng anh ấy bị dơ sau khi dập tắt một đám cháy. Bạn có thể rửa sạch sẽ cho anh ấy không? Không còn thời gian nữa đâu. Sẵn sàng để tắm chưa Frank? Vòi tắm hoa sen sẽ rửa trôi những vết bẩn. Ôi trời, có vẻ sẽ cần nhiều nước hơn mới rửa sạch được những vết nám khói đó. Ý hay đó Tom, xà phòng sẽ có hiệu quả. Chà, nhìn bạn sạch hơn một chút rồi Frank à. Nhưng chỗ nám đó rất khó để tẩy sạch. Đừng lo, Tom chắc chắn sẽ rửa sạch cho bạn để kịp đi dự tiệc. Sẵn sàng tắm với bọt biển chưa Frank? Hiệu quả rồi, bọc biển sẽ chà sạch những vết nám cuối cùng. Chỉ còn vài bước nữa thôi, Frank à, và bạn sẽ đi được rồi. Đứng yên nha, Frank. Và Tom sẽ khởi động máy sấy. Bạn có đủ thời gian để đánh bóng trước khi đi dự tiệc không? Frank, thật kinh ngạc. Bạn sáng bóng luôn. Tom có một thứ nữa dành cho bạn, Frank à. Tuyệt, một cà vạt nơ. Bạn đã sẵn sàng đi dự tiệc rồi. Làm tốt lắm Tom, bạn rửa xe rất là giỏi đó. Chào các bạn, đêm Giáng sinh hôm nay đẹp thật ha. Sẽ thật hoàn hảo nếu thưởng thức một tách sô-cô-la nóng cùng với một người bạn. Chà, cái gì vậy? Cái gì? Bạn nghĩ ông già Noel đáp trên mái nhà sao? Bạn làm gì vậy Rocky? Bạn không vừa với ông khói đâu. Ồ, bạn chỉ tính nhìn qua ông khói để xem có thấy ông già Noel không à?
Hector, em kiểm tra mái nhà đi. Ôi, ôi trời, Rocky à, có quá nhiều bụi ở đó. Ôi, không có ông già Noel. Có một cục gạch bị lỏng ở trên ống khói và tạo ra số bụi đó. Bạn nên tới tiệm rửa xe của Tom và rửa cho sạch Rocky à. Chào Tom, đoán xem Rocky đã làm gì nè. Anh ấy nhìn lên ống khói của Hector để xem có thấy ông già Noel không. Bạn có thể rửa sạch cho anh ấy để đón Giáng sinh không? Tuyệt, vào trong đi nào. Bước đầu tiên là gì Tom? Tất nhiên, dùng vòi hoa sen để xịt nước lên Rocky, giúp cho xà phòng tạo ra nhiều bọt hơn. Chào Tom nhí, em tính làm gì vậy? Giúp cha em sao? Em khờ quá, em muốn thổi lên Rocky để có thể thấy những đám bụi bốc ra phải không? Tốt hơn nên ra ngoài Tom nhí à, nếu không em cũng sẽ bị ướt đó. Giờ Rocky đã ướt rồi, làm gì tiếp đây Tom? Một ít xà bông sẽ làm sạch lớp bụi ở trên. Thực tế là không thể rửa sạch được bụi, phải không Rocky? Làm gì để sạch chỗ còn lại đây Tom? Một cục tẩy. Thật sao? Thật sự sạch sẽ rồi Tom à. Nó rất hiệu quả. Tất cả bụi đã mất hết rồi. Tới lúc xả nhanh rồi. Và giờ là sấy khô, Rocky à. Xong rồi đó, Rocky. Bạn đã sạch sẽ. Đừng quên dừng lại quầy tặng phẩm khi ra ngoài nha. Một thanh kẹo cao su. Nó giống như cục tẩy vậy. Cảm ơn đã giúp đỡ Tom à. Rocky nhìn thật tuyệt. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Giáng sinh vui vẻ.